Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh chuyên bán nhà phố quận Bình Tân và các quận lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. Thì với series chuyên bán nhà phố hôm nay, nhà đất Hoàng Ngân đang đứng ở trên trục đường liên khu 45 nha cả nhà ơi. Liên khu 45 thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Căn nhà của chúng ta là ở hẻm 129 của đường liên khu 45, liên khu 56 nha cả nhà. Với con đường trước nhà là 5 mét hơn cả nhà nha, rất là rộng rãi luôn. Và căn nhà em giới thiệu là căn nhà này là quý cô chú anh chị ơi. Căn nhà này với cái diện tích là ngang 4 mét mà dài tới 16 mét lận nha quý cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời. Và được gia chủ rao bán với cái mức giá là 5 tỷ 9 nha quý cô chú anh chị ha. Ngang 4 dài tới 16,4 mét nha quý cô chú anh chị. Ngang 4 dài tới 16,4 mét luôn. Và đường này ra là ra cống hộp nè quý cô chú anh chị ha. Đường này ra cống hộp, quẹo trái là ra tới liên khu 45, liên khu 56 luôn. Rất là thuận tiện luôn. Xe hơi vào đến tận nhà nè. Đường rất là rộng nha. Đường thông luôn. Nhà của chúng ta là hẻm thông nha. Đường này thì 5 mét hơn nha quý cô chú anh chị. Và cùng mời cả nhà tham quan lại cái căn nhà này nha. Căn nhà của chúng ta là một trệt 3 lầu nha cả nhà ha. 5 phòng ngủ. Và 5 nhà vệ sinh cả nhà nha. Rất là rộng. Nhà có hai lớp cửa nè, một lớp cửa sắt mạ đồng nè. Và một lớp cửa kính nhôm sinh pha. Tuyệt vời chưa? Và ở khung viền này thì được gia chủ ốp phun giả đá nha cả nhà. Này là khoảng không gian của phòng khách nè. Được gia chủ thiết kế hai bên là được ốp gạch tầm 1m2. Bên đây có một bức tranh này cả nhà nha. Ở trên là trần thạch cao hoa văn và được gia chủ thiết kế thêm cái bộ đèn đèn led cam nữa nha cả nhà. Quá là rộng rãi luôn. Nhà chúng ta rất là tuyệt vời. Ngang 4 dài tới 16,4 mét nha cả nhà. Và nhà của chúng ta được bán với mức giá là 5 tỷ 9. Giá này vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ luôn. Và nhà của chúng ta hiện tại đang nằm ở hướng Nam nha cả nhà ha. Hướng Nam thuộc Đông Tứ Trạch nha cả nhà. Và nhà tới 5 phòng và 5 nhà vệ sinh luôn. Quá là rộng rãi. Đây là khu bếp nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Đẹp chưa? Rất là rộng nha. Phải nói là tuyệt vời. Ở trên là trần thạch cao nè, hoa văn nè. Được gia chủ thiết kế thêm cái bộ đèn led xanh nữa cả nhà. Quá là đẹp luôn cả nhà ơi. Đường rộng hơn 5 mét, 6 mét luôn cả nhà ha. 6 mét thông luôn, thông ra đường cống hộp luôn. Tuyệt vời chưa? Và đây là khoảng không gian của toilet nè. Đã được gia chủ thiết kế đầy đủ hết rồi. Gạch cũng ốp phun trần hết luôn rồi. Bồn cầu là bô gương soi rồi đầy đủ hết cả nhà nha. Tuyệt vời chưa cả nhà ơi. Nhà của chúng ta là có sổ hồng riêng luôn, chính chủ pháp lý rõ ràng, công chứng liền ngay trong ngày luôn. Và ở đây là bậc tân cấp nè, được gia chủ thiết kế bằng đá hoa cương, tây vịnh là bằng gỗ nè, này là sắt mỹ nghệ nè, khung sắt mỹ nghệ, được gia chủ thiết kế khá là độc đáo nha. Và cùng Hoàng Ngân lên tham quan lầu 1 nha cả nhà. Phải nói là tuyệt vời. Để em bật đèn cho cả nhà xem nha. Sáng chưa cả nhà ơi. Và mỗi phòng đều có một cái toilet riêng luôn nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè. Khoảng không gian này rộng chưa. Phải nói là tuyệt vời luôn cả nhà nha. Quá là rộng rãi luôn nè. Ở trên là trần thạch cao nè, được gia chủ thiết kế bằng sen kẽ nha. Đường ống máy lạnh đồ đạc đầy đủ hết rồi. Ở bên kia là ô giếng trời nè. Đẹp chưa cả nhà ơi. Căn nhà ngang 6, ngang 4 dài tới 16,4 mét luôn. Rất là rộng rãi và chỉ với mức giá là 5 tỷ 9 thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ luôn nha cả nhà. Nhà đất Hoàng Ngân vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng từ 50 đến 70% giá trị căn nhà cho cả nhà nha. Nếu mà cả nhà có nhu cầu thì có thể liên hệ nhà đất Hoàng Ngân ngay để sở hữu ngay căn nhà này. Với diện tích ngang 4 dài tới 16,4 mét luôn. Khá là rộng rãi.
và chỉ có mấy mức giá là 5,9 triệu thôi nha cả nhà nha. Đó, phải nói là tuyệt vời. Với con đường đường bê tông trước nhà là 6m thông ra đường tổng hợp luôn. 129 sạc 129 đường liên khu 56 nha cả nhà ha. Đó, thông ra đường tổng hợp luôn, đường tổng hợp. Rồi đi thẳng ra là ra tới liên khu 56 luôn. Đó, với căn nhà mà dài tới 16,4m thì cả nhà thấy không? Gia chủ thiết kế hẳn một cái ban công rất là rộng luôn. Phải nói là rộng cực kỳ. Đó. Để mở cửa cho cả nhà xem nha. 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô. Trời ơi. Tuyệt vời chưa? 5 ô gạch. Phải nói là 3m luôn cả nhà ha. Đó, tay vịn nè. Khung cũng được thiết kế theo sắc mỹ nghệ hết, rất là tuyệt vời. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Ở bên là hai bên là một ô trụ vuông nè. Bên này ô trụ vuông nè. Đó, tuyệt vời. Đó, đường đó là đường cống hợp nha cả nhà. Quẹo trái ra lên liên khu 56 luôn. Rất là thuận lợi. À, ở đây là bên đây là hẻm của liên khu 56. Còn bên đây là đường cống hợp luôn, được mặt tiền cống hợp. Ra rất là gần. Và cửa cũng được gia chủ thiết kế bằng cửa nhôm nè, sinh pha đàng hoàng nha cả nhà. Loại xịn đó. Nói chung là nhà này được gia chủ thiết kế là rất là xịn sò hết. Cả nhà có thấy gì không? Gia chủ thiết kế hẳn một cái tấm cửa thiết kế cái thủy lực nè cả nhà. Đẩy lên đẩy xuống giúp cho cái gió và cái nguồn gió nó ở bên ngoài vào rất là thoải mái nè. Thoáng căn nhà hẳn luôn. Đã có giếng trời rồi mà còn có thêm cái cửa hút gió nữa, phải nói là tuyệt vời. Và cùng Hoàng Ngân lên tham quan lầu 2 cả nhà nha. Để em bật đèn cho cả nhà xem nha. Đẹp chưa cả nhà ơi? Đầy đủ hết rồi, nói chung là nhà của chúng ta đầy đủ tiện nghi hết rồi, chỉ cần cả nhà thích là vào là ở thôi. Từ khoảng không gian cho đến phòng được gia chủ thiết kế hết rồi, không còn thiếu gì hết, chỉ còn thiếu giường và tủ trang điểm đồ của cả nhà vào là vừa hết luôn. Đầy đủ đồ chơi hết rồi cả nhà ơi. Gạch ốp phun trần nè, bồn cầu lavabo gương soi đầy đủ hết rồi nè. Nói chung là nhà chúng ta không còn thiếu gì hết. Đẹp chưa? Đẹp chưa cả nhà ơi? Và mời cả nhà ra tham quan phòng phía bên ngoài. Và đây là toilet nè cả nhà. Và cả nhà thấy chưa? Đẹp chưa? Phun trần, gạch ốp phun trần luôn. Bồn cầu ra vô soi đầy đủ hết. Và những cái công tắc này cũng được gia chủ thiết kế là công tắc loại mới nhất nha cả nhà. Đó, tuyệt vời chưa cả nhà ơi? Phòng phía bên ngoài nè cả nhà. Rộng rãi chưa cả nhà ơi? Phải nói là tuyệt vời. Căn nhà chúng ta không còn gì để chê nữa hết. Và đây là ban công. Điều đặc biệt là lầu 2 là gia chủ thiết kế một cái ban công vòng cung. Ban công vòng cung nè cả nhà. Đầy đủ hết chưa? Nói chung là đầy đủ hết rồi. Nhà chúng ta không còn thiếu cái gì hết. Ban công vòng cung. Đầy đủ rồi cả nhà ha. Với hai ô trụ vuông nè. Hai ô trụ vuông đầy đủ hết rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Và cùng mời cả nhà lên tham quan lầu 3. Và cùng mời cả nhà lên tham quan lầu 3. Lầu 3 là cả nhà ơi. Nhà với cái diện tích ngang 6, ngang 4 và dài tới 16,4m luôn. Rất là dài. Đi mỗi chân luôn cả nhà. Phải nói là mỗi chân luôn. Và khu này là khu dân cư hiện hữu nha cả nhà. Cái cửa này hơi chặt cả nhà ơi, em mở không ra nổi, hơi cứng. Cả nhà thấy cái khoảng sân thượng phía sau không? Rộng chưa cả nhà? Quá trời là rộng luôn. Em phải nói là tầm 6m luôn đó cả nhà. Vào đây.
Đây là khoảng không gian của phòng thờ này cả nhà, được gia chủ thiết kế một cái khoảng không gian khá là đẹp luôn, với cái nền gạch nhám nha cả nhà, nền gạch nhám chống trơn trượt đó, khoảng không gian khá là đẹp cả nhà ha. Và đây là phòng phản sân trước này cả nhà, đó sân trước gia chủ thiết kế một cái bệ luôn cả nhà, thấy không, một cái bệ luôn à, tuyệt vời. Khoảng này thì chắc tầm 3 mét cả nhà ha, đường ống đã được gia chủ thiết kế hết rồi, đường ống cấp, đường ống xả đầy đủ hết cả nhà ha. Ở trên là đó cả nhà thấy không, đầy đủ hết rồi đó, bệ này rất là chắc cú nha cả nhà, cả nhà thấy không, không có nghe bẩm bẩm hay là gì cả nhà ha, rất là cứng cáp đó, à đúc kiên cố luôn nha cả nhà, đúc một khoảng kiên cố luôn nè đó, tuyệt vời chưa. Và em xin thông báo lại cả nhà là căn nhà này diện tích ngang 4, dài tới 16,4 m luôn, và được gia chủ ra bán mức giá là 5,9 triệu. Giá này vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ Nhà Đất Hoàng Ngân để xem những cái video tiếp theo Nhà Đất Hoàng Ngân đăng nha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và nhà này hiện tại đang nằm ở hướng Nam. Cả nhà mà có yêu mến hoặc là thích cái căn nhà này, hoặc là cần tìm hướng Đông Tứ Trạch thì cứ liên hệ ngay căn nhà này nha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.